Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 2, không khí lạnh đang suy yếu chậm nên sáng sớm thời tiết khu vực tỉnh vẫn se lạnh, mức nhiệt thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nền nhiệt thấp chỉ duy trì vào sáng sớm và chiều tối. Sau 9 giờ thời tiết bắt đầu mát mẻ và đến trưa chiều không khí oi bức dần. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ. Theo cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ hôm nay và trong những ngày tới tiếp tục cảnh báo là khu vực có chỉ số tia cực tím ở mức cao, có thể nguy hại cho da. Thời tiết biển khu vực tỉnh cũng chuyển tốt, gió đông bắc giảm, biển động nhẹ, tạo thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi. Khu vực tỉnh hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mới thay đổi ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 80%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Bộ phận không khí lạnh suy yếu nên thời tiết vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu Côn Đảo chuyển tốt, mưa rào và dông diễn ra vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Trên biển, gió đông đến đông bắc cấp 4 có lúc cấp 5, giật trên cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 2 năm 2021, mực nước cao nhất 370 cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất 120 cm xuất hiện lúc 5 giờ 30 phút.